đang cháu đi săn chăn chăn cá. Cá rô nhiều kinh khủng. Cá rô này mới chăn được, mới thả được 2 tháng là cùng như mấy. Tiếp thật, lâu không xem cá nhà ông tiếp. Lâu không xem cá nhà ông tiếp, khiếp thật. Nhiều dã man luôn. Cá nhiều. 1.200 con. Từ đấy mà không để lại thành 1.500, để lại cho ông chú Thơi để còn 1.500 con thì kinh khủng nữa nhỉ. Sao ơi, sao con không biết lấy cái điện thoại của con xuống, điện thoại kia xuống mà làm tí thế. Ui cá to nhanh thật, cái đàn cá này. Nào cẩn thận ngã xuống ao đấy. Không được vứt xuống ao. Cá ấy ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Cá chép ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? À, mấy trăm con cơ à? Ủa, lớn nhanh thế. Cá chép cũng lớn nhanh thế. Đấy mà. Đi lấy cái que về, đây lấy cái que về. Có cả cá chấm ăn. Cả cá chấm ăn. Kìa thật. Ăn hết rồi. Cái gì cẩn thận ngã ấy. Ờ, chả đến 5 phút hết rồi. Đây mới quay được có 2 phút rưỡi này. Hết sạch rồi. Ăn 2 phút hết sạch cá. Bây giờ nếu chăn thoải mái khoảng 3 cái này. Nửa bao một lần chăn. Mình chăn gọi là chăn cho nó hít. Chăn này mình chăn cho nó hít không khí, ăn tạm thôi, ăn cho nó có tinh thần lớn thôi. Chứ còn chăn đủ như để họ chăn, để họ bán thực sự thì bằng này tầm phải nửa bao một bữa. Ngày phải nửa bao. Mình chỉ cần chăn tầm khoảng 5 cân một ngày, một bữa. Mình chăn cho nó có hít cái không khí này thôi. Bắt đầu xuống thì phải ném một nắm cám, cần vợt chỗ này xúc nhát này. Cá này mấy hôm nữa ăn thì có cái gì đâu, đừng đứng ở đây chả cần ném quăng phát chải. Không cần quăng chải đâu bố ạ, lấy vợt thôi. Đang hồ dựa chạm đó. Bây giờ con chỉ cần giơ tay, cái bèo bờ này là khác. Xót à, xót à. Thả ở đây mấy con. Mấy con rô to lấy trong nhà trong à? Ừ, đây. Đây này, con trắng trắng rồi này. Đấy, con trắng to phết rồi. Cần đấy cho khoảng 4 lạng. 4-5 lạng. Bọn này phải lạng mà hơn lạng. Bọn này tầm 2 tháng nữa ăn được rồi ấy. 2 lạng rồi đấy. 2 tháng nữa là ăn được rồi bọn rô này. Đừng cho đất xuống con. Kiểu thật nhiều. Đấy. Nó ăn 2 phút hết sạch. Cá ăn 2 phút hết sạch. Bây giờ được 4 phút. Đâu lúc nãy 2 phút đã hết sạch. Đây bây giờ đang đứng ở đây tìm tưởng thả tiếp. Giờ cho rổ nữa hết sạch. Hết luôn. Rổ nữa không đến 2 phút. Thế rồi có con chưa được con nào đâu. Ấy.
đừng vứt xuống đấy bẩn. Ông lại ném xuống ao, ông bắt nhặt lên. Thế, thế thôi mà có con chưa được hột nào đâu mà. Ừ. Nó ăn hết rồi, các con khác ăn hết rồi. Đấy nó chạy từ xa mãi đằng kia về nơi à, lớp mẹ. Về nơi ăn hết rồi. Thế là mình mới phải gõ. Đi nè. Đừng vứt xuống đấy. Đừng vứt xuống bẩn, bẩn ao. Nó đang bơi mà. Nhưng mà không vứt xuống bẩn ao. Rồi em chào các bác nha, các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha.